Dù đã có biên chế tại Bệnh viện Đa khoa huyện, nhưng không ít bác sĩ đơn phương xin nghỉ việc. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ đã có 2 trường hợp xin nghỉ việc. Tình trạng bác sĩ bỏ việc tại bệnh viện tuyến huyện đang khiến các bệnh viện gặp không ít khó khăn. Bệnh viện huyện thiếu bác sĩ, trạm y tế xã lại càng nan giải hơn. Sự mất công bằng ngay trong chế độ tiền lương giữa bác sĩ tuyến cơ sở và tuyến trung ương đang khiến các bác sĩ không mặn mà ở lại tuyến cơ sở. Anh em ở dưới chỉ được thanh toán cái tiền khám chữa bệnh bằng 70% tuyến 4. Như vậy rõ ràng là họ cũng làm việc, cũng hy sinh, cũng đào tạo tương tự như tôi thôi. Nhưng mà cái thu nhập thực sự của họ không đảm bảo cuộc sống. Nhưng điều quan trọng hơn nữa, khi anh em đã làm bác sĩ, làm nghề y thì họ yêu nghề. Nhưng mà cái yêu nghề của họ không được xã hội nhìn nhận công bằng như những nơi khác. Đây chính là điều chúng ta phải quan tâm. Tại phiên giải trình về chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế tuyến cơ sở, các đại biểu cũng đã đặt ra những bất hợp lý trong việc thu hút nhân lực y tế và mức thu nhập không đủ động lực giúp bác sĩ cơ sở yên tâm cống hiến. Có thực tế này, một phần do ngành y tế còn chậm trong việc đón bắt cơ chế thị trường, đã đến lúc y tế cơ sở phải là nơi khám chữa bệnh ban đầu đúng nghĩa, tức là đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân, có cơ chế làm sao bác sĩ có nguồn thu đủ sống. Không thể xây trạm y tế, bệnh viện huyện thật lớn, nhưng mà lõi thì không có, tức là chất lượng nguồn nhân lực không đáp ứng được thực tế mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu. Là cần phải tìm được cái cách cho cán bộ y tế cơ sở kiếm được đủ tiền để sống. Tôi không dám nói là làm giàu như ở các thành phố, mà bằng nghề nghiệp của họ, bằng chức năng của họ. Tôi xin nói ví dụ, tại sao người ta đo một cái huyết áp, tại sao người ta đo một cái đường huyết mà chúng ta lại không có những chi phí đối với họ? Và đấy chính là những hoạt động để giúp họ có khả năng để kiếm sống. Đây là một cái mà chúng ta thiếu động lực để thúc đẩy y tế xã. Các đồng chí Bộ Y tế cũng như là Bảo hiểm xã hội nói rằng y tế xã yếu. Tôi nhất trí với ý kiến của giáo sư Phạm Anh Hùng. Người ta không yếu. Vấn đề là chúng ta không cho người ta làm. Bảo hiểm không thanh toán. Đi khám chữa bệnh tại nhà, mặc dù là luật người cao tuổi đã quy định là người cao tuổi được chăm sóc tại nhà, nhưng người ta đến nhà có ai trả tiền đâu, thì ai người ta đi được. Có bột mới gột lên hồ, dù có rót vốn cho xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đầy đủ, nhưng cán bộ vận hành không có hoặc không đảm bảo chất lượng thì chẳng khác gì ném tiền qua cửa. Vậy khi bàn tới nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở, nên chăng cần bắt đầu từ nguồn nhân lực, cụ thể đội ngũ bác sĩ, từ công tác đào tạo tại chỗ, đào tạo nâng cao, tới chế độ đãi ngộ đủ tốt để giữ chân bác sĩ.